Thưa quý vị, quả thật với độ tuổi còn rất trẻ, nhưng mối quan tâm mà các bạn học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam dành cho môi trường khá sâu sắc. Các bạn đã bao quát được tình hình môi trường để xây dựng những sáng kiến, ưu tiên hướng đến giải quyết các vấn đề nghiêm trọng nhất như là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và xử lý rác thải. Thêm vào đó, các sáng kiến cũng thuộc đa dạng các lĩnh vực, cho thấy nguồn kiến thức, kỹ năng và sự sáng tạo ngày càng cao của các bạn học sinh lứa tuổi trung học phổ thông. Thưa quý vị, là một trong ba đại diện Việt Nam bước vào chung kết cuộc thi sáng kiến bảo vệ hành tinh xanh, nhóm Quico đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự đánh giá cao với ứng dụng xanh Quicopia. Quicopia đặc biệt nổi bật trong cuộc thi sáng kiến bảo vệ hành tinh xanh lần này bởi vì đây là một ứng dụng công nghệ khác hẳn với các công trình máy móc, kỹ thuật. Hãy cùng theo chân phóng viên Đức Mạnh đến với trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để cùng gặp gỡ và trao đổi thêm với nhóm bạn Quico về ứng dụng Quicopia các bạn nhé. Thưa quý vị, lúc này thì những người thực hiện chương trình Cuộc sống xanh đã về với trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân ở thành phố Thủ Đức. Ngày hôm nay chúng tôi về đây để gặp gỡ các bạn đại diện của đội Quico. Các bạn vừa tham dự cuộc thi sáng kiến bảo vệ hành tinh xanh, đội Quico của trường Nguyễn Hữu Huân giành giải nhì. Và sắp tới thì các bạn sẽ là một trong ba đội đại diện cho Việt Nam đi thi với các nước trên thế giới trong cuộc thi chung kết sáng kiến bảo vệ hành tinh xanh. Và ngày hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ để nghe các bạn chia sẻ về ứng dụng của các bạn quý vị nhé. Xin chào các bạn. Dạ, em chào anh, chào quý vị khán giả. Đầu tiên chắc là anh hỏi Lê Hoàng trước, từ đâu nó lại ra đời cái ứng dụng này? Dạ thì ở với tình hình môi trường hiện nay thì em thấy là đặc biệt là giới trẻ mình rất là thải ra rất là nhiều lượng nhựa ở ngoài môi trường và nó đang gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như là sức khỏe chúng ta, cho nên là tụi em đã nghĩ ra một sản phẩm công nghệ để mà đưa đến cho mọi người và có thể góp phần giảm được cái lượng nhựa thải ra đó và nâng cao ý thức và bảo vệ môi trường. Tụi em muốn tập trung hướng về những bạn trẻ ở học sinh Nguyễn Hữu Huân trước. Và cái phương tiện để mà dễ dàng tiếp cận đến những người trẻ đó là những cái phương tiện mà nó nhỏ và cũng như là truyền thông, giống như là cái điện thoại của chúng ta thường lướt Facebook hàng ngày. Thì từ đó mà tụi em có được cái ý tưởng đó là đưa ra cái app. Từ khi mình lên ý tưởng này đến khi mình hoàn thành cái ứng dụng để mình mang đến cuộc thi trong vòng bán kết tại Việt Nam, nó mất bao lâu và quá trình đó nó diễn ra như thế nào? Và anh có thể chia sẻ đôi điều được không? Đầu tiên thì tụi em tiến hành khảo sát, những khảo sát trên diễn đàn Facebook của trường. Đó là về việc mà các bạn thường hay sử dụng những cái ứng dụng nào để mà rèn luyện những cái thói quen tốt. Và thông qua những cái hoạt động của câu lạc bộ mà tụi em nghĩ ra được cái ứng dụng này. Do là một sản phẩm công nghệ và tụi em cũng là những học sinh, thì cho nên là cái việc mà để ra được một cái ý tưởng cũng như là ra được thành phẩm thì phải nói quả thật với anh là nó rất là khó khăn. Nó khó chỗ nào? Nó khó từ về mặt kỹ thuật, về mặt chuyên môn, cũng như là về những lỗi mà tụi em bắt gặp được. Mình phải đứng ở dưới góc nhìn của một cái người dùng á, mình phải biết được người dùng cảm nhận ra sao và khi người ta sử dụng cái app mình có thấy người ta sử dụng hiệu quả hay không, phải đánh giá như thế nào cho đúng. Nó rất là khó khăn và tụi em tốn rất nhiều thời gian. Quá trình đó nó diễn ra kéo dài cũng phải là hơn một năm. Như Thanh Danh chia sẻ thì nó có rất nhiều khó khăn và tưởng chừng như đấy là câu chuyện nó dành cho những chuyên gia kỹ sư nhiều hơn là những bạn học sinh cấp 3. Vậy thì mình vượt qua những khó khăn đó như thế nào? Duy có thể chia sẻ thêm. Trong quá trình làm thì mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà đội ngũ phát triển app trong nhóm em là họ rất là chuyên cần, họ rất là siêng năng, họ tự động mày mò tất cả những gì cần biết để mà phát triển một cái app hoàn toàn một mình luôn, tức là trên mạng và hầu như không có ai hướng dẫn và qua những thời gian học hỏi và làm rất nhiều sai lầm thì dần dần họ đã vượt qua được cái lỗi sai đó và dần dần xây dựng được cái nền tảng nó vững chắc để phát triển app. Điều gì thú vị của cái ứng dụng này mà người dùng, đặc biệt là những người trẻ, họ phải dùng? Có điều rất rõ ràng ở app em nó rất khác với những app khác từ mặt ý tưởng luôn, đó là app này không chỉ là app mà nó còn là app gạch nối game. Thì có nghĩa là app này sẽ rất là thú vị để mà dùng. Và ngoài ra nó còn có một mạng xã hội bên trong cái app mà mọi người có thể tương tác được với nhau.
nó không chỉ là một cái app đơn thuần. Và ở thời điểm hiện tại thì app này chỉ đang ở trong quá trình phát triển, và em dự định sẽ năm sau sẽ là chạy demo ở các lớp ở trường em trước. Và những cái điểm hay ở app em đang nghĩ ra rất là nhiều, và hiện tại đã trình bày được ý tưởng cho cuộc thi. Đó là những cái thử thách sống xanh để mà người dùng có thể thực hiện và hãy đưa cái lối sống của mình nó xanh hơn, nó ít sử dụng nhựa hơn. Và song song đó là một cái chức năng tiến độ để mà đo được là mình đang có tác động như thế nào với môi trường. Ngoài ra nữa mình cũng có một cái tính năng cộng đồng để mà mình có thể chia sẻ với nhau cách mà mình thực hiện những cái thử thách sống xanh đó và đưa đến một cái thế giới xanh hơn. Các bạn là một trong ba đội bước vào cuộc thi chung kết trên toàn thế giới. Cái kết quả này nó đến với các bạn, cho anh hỏi là với các bạn thì cái kết quả này nó có ý nghĩa như thế nào? Dạ, thì tụi em tham gia cái cuộc thi này mục đích chính là để cho mọi người biết về cái sản phẩm công nghệ của tụi em. Thì khi mà tụi em thuyết trình và tụi em nhận được giải nhì thì đương nhiên là việc này có ý nghĩa rất là lớn. Thứ nhất là về phần thưởng tụi em nhận được thì nó sẽ là một cái khoản vốn để tụi em đầu tư hơn cho cái app. Ngoài ra thì tụi em được vào vòng trong cũng lan tải được cái thông điệp của tụi em về việc bảo vệ môi trường cho khắp tất cả mọi người cùng theo dõi và hiểu được cái thông điệp của tụi em về việc bảo vệ môi trường. Thời gian tới thì cái ứng dụng của mình á, mình có phải là hoàn chỉnh thêm những cái tính năng, những cái nội dung gì không, hay là như vậy là đã được rồi? Trong kế hoạch tụi em sẽ cố gắng tập trung hoàn thiện và phát triển những chức năng mà hướng tới học sinh, hướng tới việc xây dựng một cộng đồng sống xanh cho học sinh, cho các lớp, cho từng nhóm bạn, hoặc là thậm chí là mục tiêu hướng đến của tụi em đó là cả trường. Thì bên cạnh đó thì tụi em cũng sẽ cố gắng khắc phục những cái sai sót cũng như là những cái vấn đề mà chúng em còn mắc phải trong ứng dụng. Anh được biết là các bạn thì có một cái câu lạc bộ chuyên về môi trường tên là WeCo, câu lạc bộ dành cho các bạn học sinh trong trường. Hoàng có thể giới thiệu đôi điều về câu lạc bộ này? Dạ, câu lạc bộ này được thành lập ra để mà đưa đến cho mọi người một không gian để sống xanh cùng với nhau và cùng nhau gọi là hướng đến một cái lối sống xanh hơn. Xong sau đó có thể nâng cao được ý thức những người khác với việc bảo vệ môi trường thông qua cái fanpage Facebook WeCo. Anh thấy là ba bạn thì đang mặc áo đồng phục của câu lạc bộ đúng không? Dạ, đúng. Trên cái áo này thì nó có dòng chữ là, theo anh đoán là nó là tiếng Nhật đúng không? Là Midori, có nghĩa là màu xanh. Dạ đúng. Còn cái câu tiếng Anh ở dưới là Saving Earth Together, tạm dịch là hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường. Thông điệp này trên áo của mình, của câu lạc bộ WeCo, nó mang đến điều gì cho các bạn học sinh trong toàn nhà trường mình? Thông điệp này rất đơn giản là chúng ta hãy cùng nhau để mà bảo vệ trái đất này. Thật ra nghe tên nghe thì nó rất là lớn, nhưng thật ra là chỉ cần những hành động nhỏ nhỏ thôi, nó có tích góp lại, chúng ta sẽ làm được những điều rất là lớn. Với các bạn thì cái vấn đề môi trường mà các bạn đang quan tâm nhất hiện nay là gì, và vì sao mình quan tâm đến vấn đề đó? Vấn đề hiện nay mà cả nhóm đang quan tâm tới đó chính là vấn đề rác thải nhựa. Vì đây là một trong những vấn đề rất là lớn mà thế giới đều đang phải đối mặt. Và đặc biệt là ở Việt Nam thì ước lượng là người Việt Nam thải ra hàng tấn rác thải nhựa mỗi ngày. Và đây là một cái gọi là một tình trạng báo động để mà chúng ta phải cùng nhau thay đổi cách sống, thói quen của chúng ta để hướng đến một môi trường sống xanh hơn. Và đó là lý do mà chúng ta phải cùng nhau, hợp tác cùng với nhau để mà chung tay bảo vệ môi trường này. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đến với những chia sẻ của các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Huân ở thành phố Thủ Đức. Những bạn còn khá trẻ, nhưng với những vấn đề mà các bạn quan tâm thì rất là thiết thực. Không chỉ thiết thực với các bạn, mà thiết thực với tất cả chúng ta. Bởi vì đấy là những vấn đề về môi trường và liên quan trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Anh Mạnh rất cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Cuộc Sống Xanh với những chia sẻ về môi trường. Anh chúc các bạn có kết quả tốt nhất tại vòng chung kết cuộc thi sáng kiến bảo vệ hành tinh xanh. Các bạn nhé. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề Cuộc Sống Xanh tuần này cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn Vietnam Way Solutions đã tham gia đồng hành cùng chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo. Vẫn khung giờ phát sóng quen thuộc là 7 giờ 40 phút sáng thứ Bảy cách tuần và phát lại vào lúc 7 giờ 40 phút sáng thứ Hai tuần kế tiếp trên kênh HTV9, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin thân ái chào tạm biệt.